Chào mừng các bạn đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự lựa chọn và đồng hành của các bạn cùng chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh, có rất nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị tiếp theo đang chờ đợi các bạn vào mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng nghe nhé. Buổi tối hôm nay các bạn sẽ nghe phần cuối của câu chuyện Tấm Vải Đỏ. Lục Tử Minh cứ nhấn ga phóng về phía trước. Anh một lòng muốn tìm Thi Thi. Anh nhận thấy giữa anh và Thi Thi có một mối ràng buộc nào đó. Anh biết Thi Thi có cảm tình với anh, nhưng anh lại không thể quên được sự rung động ban đầu đối với Tần Cẩm. Anh không thích vẻ ngang ngược của Thi Thi. Hơn nữa, tính cách của cô cũng không phải là kiểu mà anh ưa thích. Nói tóm lại thì Thi Thi không phải là người anh yêu. Nhưng tại sao lúc này anh lại vội vàng đi tìm cô? Chẳng lẽ giữa anh và cô chỉ là tình bạn thông thường hay sao? Chẳng lẽ chỉ là tình cảm giữa những người đã từng đồng cam cộng khổ? Lục Tử Minh không dám nghĩ tiếp nữa. Anh không dám đối diện với tình cảm của mình. Anh luôn coi mình và những người còn lại chỉ là những ngọn nến trong gió mà thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Do vậy anh hoàn toàn không dám nghĩ tới tình yêu cũng như sự ngọt ngào của nó. Cuộc đời với quá nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh khiến anh dễ dàng kìm nén được lòng mình. Anh nhận thấy mình không phải là người đàn ông tốt. Anh không thể đưa đến cho người phụ nữ của mình một cuộc sống hạnh phúc, ổn định. Nếu yêu một người nhưng lúc nào cũng bắt họ phải lo sợ, thì người đàn ông đó còn được coi là người đàn ông tốt hay sao? Anh đau khổ nghĩ, liệu mình có tư cách để yêu ai đó không? Bản thân anh là một cảnh sát. Một cảnh sát bị ma ám, anh lại không phải là hậu duệ của dòng họ pháp sư bắt ma như Kha Lương, cũng không phải là người có tiền, có thế lực như Kha Lương, lại không giống với Kha Lương, người có tiền duyên với Tần Cẩm từ kiếp trước. Nếu như Kha Lương đúng là Giang Ngạn Hoa kiếp trước, như ông nội của Kha Lương đã từng nói, vậy thì tình yêu của họ khó mà lay chuyển được. Anh chỉ là một cảnh sát cứng nhắc, nghèo túng. Liệu có thể mang lại hạnh phúc cho Tần Cẩm hoặc Thi Thi không? Từ lúc bắt đầu có tình ý với Tần Cẩm, rồi bây giờ có thiện cảm với Thi Thi, anh chưa từng chủ động tranh thủ tình cảm của bất cứ cô gái nào. Thất bại của anh là ở chỗ, anh quá lý trí, quá tỉnh táo và có thể là do anh quá đứng đắn cũng nên. Anh đi loanh quanh trong thành phố nhằm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cảnh vật cũng giống như cuộc đời vậy. Mọi thứ cứ trôi qua trước mắt tựa phù vân. Con người cũng cần phải có người để thương nhớ thì cuộc sống mới thật có ý nghĩa. Trời chập trọn tối, Tử Minh dần dần nguôi đi cơn giận với Kha Lương và Tần Cẩm. Anh phát hiện mình tức giận là do cảm xúc bị dồn nén từ lâu mà thôi. Hai người bọn họ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, khiến người ta không thể không sinh lòng đố kỵ. Sự ghen ghét này nảy sinh không phải vì anh có cảm tình với Tần Cẩm, mà do anh cảm thấy sao anh chẳng có cái gì, còn người ta lại có thể có được tình yêu đẹp đến vậy. Trong lúc đang lái xe vô định để tìm Thi Thi, thì anh trông thấy một chiếc xe đi qua. Người phụ nữ ngồi trong xe trông rất quen. Lẽ nào là Thi Thi? Trong phút chốc tinh thần anh lại dâng cao trở lại. Anh nhấn ga đuổi theo. Nhưng chiếc xe đó cứ lái vào nơi vắng người. Lục Tử Minh chắc chắn đó là Thi Thi. Anh nghĩ cô đang buồn nên mới làm như vậy. Cô muốn tìm một nơi để tĩnh tâm suy nghĩ. Ở đầu đường xuất hiện một phụ nữ dắt một đứa bé, vẫy tay với anh. Anh cứ tiếp tục lái và không để ý tới họ. Tiếp tục lái xe tới ngã tư, anh lại thấy hai bóng người đó vẫy mình. Từ đoạn đường đó đến ngã tư này xa như thế, tại sao người đi bộ lại nhanh hơn ô tô được nhỉ? Anh sợ nổi cả da gà. Biết rằng có việc chẳng lành, anh tiếp tục lái xe về phía trước. Quả nhiên lại thấy bóng người dắt đứa trẻ con đó vẫy tay. Anh nhìn kỹ lại hai bóng người đó, chính là anh Kỳ và thằng bé hôm nào. Anh Kỳ đang dắt tay thằng bé. Cô ta đang sốt sắng, hét lên điều gì đó. Nhưng do cửa xe đóng kín nên anh không nghe thấy gì. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, anh nhìn thấy anh Kỳ rất lo lắng. Cô giơ tay chỉ về hướng ngược lại, dường như cô muốn anh quay về. Lúc này anh chẳng còn tâm trạng để ý tới việc gì khác nữa. Thi Thi đã rẽ sang hướng khác, anh không còn thấy cô đâu nữa. Anh vẫn tiếp tục nhấn ga tiến về phía trước. Thi Thi dừng xe trước một cao ốc rồi đi vào trong. Lục Tử Binh vội tìm chỗ dừng xe rồi mau chóng đuổi theo Thi Thi. Vừa vào trong anh nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, rồi một tiếng bộp giáng mạnh vào đầu anh. Anh lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại anh thấy đau đầu như búa bổ, rồi nhận thấy mình bị trói chặt. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, anh thấy ánh đèn đến từ rất nhiều ngôi nhà. Ra anh đang bị đưa đến sân thượng của tòa cao ốc. Anh đang bị trói vào một cây cột ở quán bar ngoài trời. Anh bỗng nhớ tới Thi Thi, không biết lúc này cô thế nào rồi. Anh nghẹn ngào gọi, Thi Thi, Thi Thi ơi. Lòng anh nóng như lửa đốt. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Thi Thi chậm rãi vọng tới. Tôi vẫn khỏe,
Anh không phải lo đâu. Thi Thi bước ra từ trong bóng tối, toàn thân bốc lên một mùi rất kỳ lạ. Anh kinh hãi nghĩ, lẽ nào Tần Cẩm nói đúng? Anh ngạc nhiên lắm phải không? Thực ra không có gì đâu, hôm nay Tần Cẩm đã làm đúng. Nhưng cách cô ấy làm lại quá ngốc nghếch mà thôi. Thi Thi lạnh lùng nói, cô đang cầm một chiếc dĩa rồi dê nó lên trên cốc rượu. Cô bị ma nhập thật à? Ma nào nhập vào người cô ấy? Xin đừng làm hại cô ấy. Lục Tử Minh hét lên. Tôi đâu có bị ma nhập. Ai cũng biết nếu đang bị ma nhập mà bị máu chó tưới lên đầu thì sẽ bị tiêu hao nguyên khí, hồn bay phách lạc. Nhưng tôi có bị làm sao đâu. Điều đó chứng tỏ tôi vẫn là tôi thôi. Thi Thi cười rất quyến rũ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thực ra tôi chỉ muốn hỏi anh một điều thôi. Anh có yêu tôi không? Thi Thi áp sát vào ngực Tử Minh. Cô cứ khua khua cái dĩa trước mặt anh. Nếu anh yêu tôi thì hãy tặng tôi đôi mắt để tôi ăn đêm nhé. Nếu làm được như thế, anh đã chứng tỏ được sự trung thành của anh với tôi. Không hiểu sao, tôi thấy đói khủng khiếp. Lục Tử Minh nhìn cô trả lời. Nếu tôi không yêu cô thì sao? Nếu thế, tôi sẽ cắn chết anh, khiến anh không thể siêu sinh được. Khiến anh sống không bằng chết. Nếu đường Thi Thi tôi không có thứ mình muốn, tôi sẽ ăn tươi nuốt sống anh. Lời nói của Thi Thi nhẹ nhàng như thế, nhưng từng câu từng chữ lại thâm độc vô cùng. Lục Tử Minh bức xúc. Tại sao? Tại sao cô lại biến thành như thế này kia chứ? Bởi vì tôi ghen tị. Thi Thi lồng lộn, tức tối. Tôi ghen với Tần Cẩm, với Kha Lương, với cả anh nữa. Tóm lại, tôi ghen tị với tất cả mọi người. Thi Thi hét toáng lên. Tại sao cô lại ghen tị? Cuối cùng thì tôi có gì nào? Ngoài gia sản kích dù, tôi có gì nào? Tôi không có người thân, không có bạn bè, tình yêu, sự ấm áp cũng không. Cô vẫn có chúng tôi. Chẳng lẽ cô quên chúng ta đã từng vào sinh ra tử để vượt qua mọi cửa ải gian nan, khó khăn ư? Cô không còn nhớ gì nữa ư? Ánh mắt Thi Thi ánh lên vẻ bối rối trong chốc lát, rồi lại lạnh lùng như ban đầu. Mọi người đều không thích tôi. Anh cũng không thích tôi. Bởi anh yêu Tần Cẩm. Tần Cẩm luôn được mọi người yêu thương. Kha Lương thì có mọi thứ. Tôi chỉ là một người thừa mà thôi. Thi Thi, cô điên rồi hay sao? Sao cô lại là người thừa chứ? Chẳng lẽ cô đã quên trước kia bọn tôi quan tâm đến cô thế nào rồi à? Cho dù thế nào, tôi vẫn quan tâm bảo vệ cô như trước đây. Tôi đã tìm cô cả một ngày trời rồi đó. Ánh mắt Thi Thi lại bối rối. Một giọng nói vọng lên từ phía sau. Đừng tin nó, hãy giết nó đi. Từ trong bóng tối xuất hiện một bóng người nữa. Đó là Lam Kỳ. Không thể nhầm được. Lục Tử Minh bị cuốn vào những chuyện ly kỳ này là do anh nhận điều tra vụ án Lam Kỳ. Anh đã xem rất nhiều bức ảnh về cô gái kiều diễm này. Lục Tử Minh cười nhạt rồi nói với Lam Kỳ. Sao cô cứ luôn tìm cách hại Tần Cẩm và Thi Thi thế? Tại sao cô không buông tha cho bạn thân của mình? Tại vì tôi quá cô đơn. Tại sao người phải chết là tôi mà không phải là bọn họ chứ? Tại sao họ không chết cùng tôi? Tại sao họ lại có được cuộc sống tốt đẹp, còn tôi thì mãi không có? Lục Tử Minh thở dài, hóa ra lại là ghen tị. Sự ghen tị của đàn bà thật đáng sợ. Người có tiền ghen tị với người có tình. Người chết ghen tị với người sống. Người không có ghen tị với người có. Sao họ không biết rằng chẳng có thứ gì là vĩnh hằng trên đời nhỉ? Lam Kỳ nói với Thi Thi bằng giọng rất lạ. Giết anh ta đi thì cậu sẽ có được anh ta mãi mãi. Thi Thi bắt đầu đờ đẫn trở lại. Cô chậm rãi giơ chiếc dĩa lên giống như muốn chọc cái gì vậy. Lục Tử Minh thẫn thờ nhìn Thi Thi. Lúc này có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Bỗng anh cười to. Dáng vẻ bị thôi miên của cô xấu tệ, Thi Thi ạ. Chiếc dĩa đã dừng lại. Dường như Thi Thi đã nhớ lại những chuyện trước kia. Trong đầu cô hiện ra cảnh Tần Cẩm cứu cô ở Nghĩa Trang. Cảnh mọi người chạy thục mạng trong ngôi làng nhỏ. Rồi cảnh tượng mọi người khi chuyển dịch thời gian, không gian. Có tiếng cười vui sướng, có nước mắt tuôn rơi, có sự đau lòng, có bất bình, phẫn nộ. Nếu chiếc dĩa này vẫn tiếp tục chọc xuống thì mọi sai lầm sẽ không thể cứu vãn nổi nữa. Nhưng cô lại không có cách gì chống lại giọng nói uy lực kia. Cô nhận thấy chính nội tâm yếu đuối và nỗi ghen tị mù quáng đã hại cô. Vì thế Lam Kỳ đã lợi dụng điểm yếu này để điều khiển cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô nhớ lại lần đầu tiên vừa gặp mặt họ đã đấu khẩu rồi. Rồi nhớ lại lúc họ gặp nguy hiểm trong đồn cảnh sát. Nhớ ra anh chàng này không hay để ý tới cô, nhưng những lúc quan trọng lại tuyệt đối tin tưởng cô. Trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ, không được làm hại người đàn ông này, tuyệt đối không được làm hại Tần Cẩm. Hai ý nghĩ đang đấu tranh gay gắt trong đầu Thi Thi, khiến đầu cô đau đớn tưởng như có thể nổ tung ra. Lục Tử Minh lo lắng nhìn Thi Thi,
Anh không nhịn nổi nữa, liền lớn tiếng quát Lam Kỳ. Câm mồm, cô đừng ép Thi Thi nữa. Sao không tự tay giết tôi đi? Không, tôi muốn xem nét mặt cô ta khi giết người mình yêu quý nhất sẽ như thế nào. Cô ta vẫn luôn coi mình là nữ hoàng, luôn cao ngạo cơ mà. Cô ta luôn muốn bọn thường dân chúng tôi nhất nhất phải nghe theo mà. Tôi đã có thể điều khiển được cô ta. Bây giờ giết các người dễ dàng giống như dẫm chết một con kiến vậy. Lúc này Thi Thi dường như đã bị khuất phục. Cô tiếp tục giơ chiếc dĩa lên. Lục Tử Minh nhắm mắt lại. Anh không muốn nói thêm gì nữa. Anh sợ gợi nhớ lại những chuyện trước đây sẽ khiến cho Thi Thi đau lòng. Nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Anh mở mắt. Không ngờ Thi Thi đã tự đâm chiếc dĩa vào mắt mình. Sự đau đớn làm cho Thi Thi tỉnh hẳn. Cô quay lại ôm chặt Lam Kỳ. Lam Kỳ không ngờ tới tình huống này. Cứ đứng dãy giụa trong vòng tay Thi Thi. Lam Kỳ muốn xé nát Thi Thi nhưng cô ta không làm được. Thi Thi nhận ra chỉ có thể giết chết Lam Kỳ thì Lục Tử Minh mới có cơ hội sống sót. Tử Minh sợ hãi hét lên. Thi Thi, đừng làm thế. Anh kêu lên. Thi Thi, mau giết tôi đi. Đừng làm gì ngốc nghếch nữa. Hãy giết tôi đi, không sao đâu. Lát nữa Kha Lương và Tần Cầm tới, cô sẽ bình thường trở lại. Thi Thi à, mau giết tôi đi. Thi Thi gắng sức kéo Lam Kỳ tới gần mép sân thượng. Dường như cô muốn đẩy Lam Kỳ xuống dưới. Một vết dĩa rạch trên mặt cô. Nhưng chưa lúc nào trông cô hấp dẫn, rung động lòng người đến như lúc này. Rung động lòng người như lúc này. Cô hướng về phía Tử Minh khẽ nói. Anh nói với Tần Cầm là cho tôi xin lỗi cô ấy. Tôi không thể tiếp tục sống cùng cô ấy nữa. Anh cũng đừng cãi nhau với Kha Lương nữa nhé. Tôi thấy anh ta rất quan tâm tới anh đấy. Hai người họ đã đứng sát mép sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống, trông người bé xíu như những con kiến. Thi Thi ôm chặt lấy Lam Kỳ. Cô ngoảnh về phía người đàn ông cô yêu nhất trên đời, rồi bình thản hỏi. Tử Minh à, hãy nói cho em biết, anh đã từng thích em chưa? Thực ra cũng không cần anh phải trả lời đâu. Em chỉ muốn nói với anh rằng, em rất yêu anh, thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Nói xong, bóng Thi Thi biến mất, giống như con chim bay vào bầu trời đêm vậy. Thực ra Thi Thi không phải là người hoàn hảo, tính cách của cô không dịu dàng, lại hơi nhỏ nhen. Thế nhưng, lúc quan trọng nhất trong cuộc đời, để cứu người đàn ông cô thầm yêu và bạn bè, cô đã lựa chọn hy sinh bản thân. Lục Tử Minh im lặng hồi lâu, anh không kêu, cũng chẳng nhúc nhích. Anh nhắm chặt mắt cho rằng tất cả chỉ là ảo giác. Cho dù lúc anh mở mắt, Thi Thi xuất hiện để giết anh, thì anh cũng cam lòng. Anh nghe thấy lòng mình đang gào thét. Thi Thi à, anh yêu em. Anh đã yêu em rồi. Không biết yêu từ lúc nào, nhưng đến tận hôm nay, anh mới hiểu anh yêu em nhường nào. Em có nghe thấy không? Sao chưa nghe thấy anh trả lời thì em đã vội đi rồi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Cho dù em ở nơi đâu, thiên đường hay địa ngục, anh cũng sẽ tìm được em để nói cho em nghe rằng anh yêu em. Về đi em, mau về với anh đi em. Trong đám tang của Thi Thi, ba người đều không khóc bởi họ đã quá đau đớn rồi. Lục Tử Minh cứ thẫn thờ như người mất hồn, ngồi bên bình cho. Kha Lương bước tới đặt tay lên vai anh và an ủi. Nếu tôi nghe lời anh thì Thi Thi đã không chết. Nếu tôi không đi tìm cô ấy thì cô ấy đã không chết để cứu tôi. Giọng Lục Tử Minh khàn đặc. Cái chết của Thi Thi không liên quan tới anh. Cô ấy chết là do vua làm đấy. Đầu tiên vua đã lợi dụng tấm lụa đỏ để Thi Thi mắc lừa. Sau đó bà ta dùng lời nguyền ca băng có trong tấm vải để làm hại người. Cuối cùng bà ta ép tứ tướng phải xuất hiện vào thời điểm năm xưa để ra tay sát hại. Giết được nhóm tứ tướng, bà ta có thể làm mưa làm gió được rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. Lục Tử Minh cười nhạt nói. Chúng ta đã trở thành nhóm tứ tướng rồi mà. Sao Thi Thi lại chết chứ? Chắc đó chỉ là ảo giác. Thi Thi sẽ sống lại đúng không? Tử Minh lầm bầm một mình. Tần Cầm đứng bên cạnh Tử Minh. Cô thầm nghĩ, nếu mình sớm phát hiện ra chân tướng sự việc, thì Thi Thi đã không chết sớm như vậy. Đau khổ tột cùng, cả ba đều mong người chết là mình chứ không phải ai khác. Ông nội xuất hiện trong đám tang Thi Thi. Bộ mặt vô cùng buồn vã, ông nói, ông đã biết cách trừ khử vu rồi. Nếu ánh mắt ba người có thể giết ma, thì có lẽ ông nội đã hồn bay phách tán rồi. Các cháu đừng nhìn ông như thế, từ lâu ông đã biết được bí mật này, nhưng khi chưa tới bước đường cùng thì ông sẽ không thể nói. Bởi nếu làm như thế sẽ phải hy sinh tính mạng của cháu nội ta, Kha Lương. Ba người giận mình. Đây là chiêu cực độc cuối cùng đã được luyện để trừ ma của dòng họ Kha chúng ta. Chiêu này có tên là Ngọc Thạch Câu Phần. Cách thức của chiêu này là biến cơ thể mình thành túi bắt ma, nhốt ma vào trong đó. Nhưng nếu không có đá tam sinh làm sạch mình thì người đó sẽ bị ma điều khiển.
Tuy nhiên, khi mới bị nhốt vào trong cơ thể người đó, hồn ma rất yếu đuối. Do đó có thể nhân cơ hội này giết người đó, và như thế hồn ma kia cũng chết. Tần Cầm tức giận đứng phắt dậy. Phương pháp quái quỷ. Lục Tử Minh cũng lắc đầu quầy quậy. Cháu nhất định không để cho Kha Lương làm việc dại dột này đâu. Chẳng lẽ bọn cháu đã mất đi nhiều người bạn như thế vẫn chưa đủ hay sao? Kha Lương chậm rãi lên tiếng. Thì cũng nên thử một lần xem sao. Ông chẳng bảo có cách để cứu mà. Có cách, nhưng từ trước tới giờ chưa có trường hợp nào được giải cứu thành công. Ông có đá tam sinh không? Có. Đá tam sinh không khó tìm lắm, nhưng nó là viên đá linh thiêng. Chỉ những người có duyên với nó mới nhìn thấy ba đời của mình trên viên đá đó. Kha Lương hấn hở reo lên. Vậy ông đưa cho cháu đá tam sinh đi. Tới lúc đó cháu sẽ nhốt vu vào trong cơ thể mình. Mọi người có nhiệm vụ làm sạch nó. Nếu vu bị diệt trừ thì cháu có thể bình an vô sự rồi đúng không? Cháu là người nhà họ Kha, dòng họ ta có nhiệm vụ bắt ma. Nhiệm vụ lần này của cháu rất đặc biệt. Nếu không ta đã không sử dụng chiêu thức này để dòng họ ta tuyệt tự. Ta sẽ đưa cho cháu đá tam sinh, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai biết cách diệt trừ. Hãy cho ta thêm chút thời gian để nghiên cứu nhé. Kha Lương chìa tay ra. Ông à, không có nhiều thời gian nữa đâu. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chúng cháu sẽ bị vu giết chết hết. Nếu còn phải hy sinh nữa, một mình cháu thôi là đủ rồi. Ông nội cười khà khà. Thế mới đúng là cháu đích tôn của ông chứ. Ông nội biến mất vào không trung, một hòn đá liền rơi xuống. Ba người xuống lại xem, chẳng có gì đặc biệt. Lần này liệu ông có lừa chúng ta không? Tần Cầm nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hòn đá này thực sự không giống với đá tam sinh chút nào. Sao nó lại bình thường thế này nhỉ? Lục Tử Minh nói. Mọi người không biết rồi, càng là vật bình thường lại càng hữu dụng đấy. Được rồi, chúng ta đi bắt vô. Bắt xong giết quách đi là xong thôi mà. Kha Lương xuất sẵn muốn hành động ngay. Tần Cầm cướp hòn đá trên tay Kha Lương. Đi đâu? Quá nguy hiểm. Đó không phải là bắt ma, mà là đi tìm cái chết. Mình lại có thể dễ dàng chết như thế ư? Không đi, nhất quyết không được đi. Nếu cậu còn muốn đi, để mình chết trước cho cậu xem. Tần Cầm bỗng nhiên bướng bỉnh khác thường. Kha Lương thấy vậy liền nói. Không đi nữa. Hơn nữa mình cũng có biết phải đi đâu để bắt vu đâu. Đang tranh luận thì họ nghe thấy tiếng mèo kêu ré lên. Tần Cầm chú ý lắng nghe. Là Hắc Bảo. Lại có chuyện rồi. Hắc Bảo giờ đã trở thành một trong cuộc đời cô. Các bạn của cô đã chết rồi. Chỉ còn lại Hắc Bảo, vừa là bùa hộ mệnh vừa là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Chạy tới hành lang, Tần Cầm nhìn thấy Hắc Bảo bị một bàn tay giữ chặt. Cô không để ý tới xung quanh, cứ xông lên phía trước. Đột nhiên cô trông thấy một bàn tay nữa thò ra, hướng về phía mắt cô. Những cái móng sắc nhọn như những lưỡi dao. Nếu cứ cố cứu Hắc Bảo thì mắt cô sẽ bị thương. Còn nếu do dự một chút, Hắc Bảo sẽ bị biến mất. Tần Cầm thà chết chứ không để mất Hắc Bảo. Con vật này không những là con vật cưng mà còn là ân nhân cứu mạng của cô. Ma thường không thể làm hại Hắc Bảo. Không biết cái gì đã khiến cho Hắc Bảo sợ đến mức đó. Chỉ cần thêm chút nữa là Hắc Bảo bị bàn tay đó giết chết. Bàn tay đó không to. Trên mu tay còn dớm máu. Chắc là vết Hắc Bảo cào. Chỉ với ý nghĩ lóe lên như vậy, Tần Cầm tiến thẳng về phía trước. Cô không tránh bàn tay kia. Mắt cô đau nhói. Nhưng cô đã tóm được Hắc Bảo mềm mại của mình. Cô quay đầu lại, hai người đàn ông chạy phía sau, nhìn thấy hai dòng máu chảy ra từ mắt cô. Cô vẫn ôm chặt lấy Hắc Bảo. Mắt của Tần Cầm đã hỏng. Để cứu một con mèo, cô sẵn sàng hy sinh đôi mắt của mình. Hai người đàn ông ngỡ ngàng, họ nhìn thấy hai dòng máu chảy ra từ mắt của Tần Cầm. Cô đang lần mò tìm đường đi. Kha Lương chạy lại hỏi, cậu thực sự không nhìn thấy gì nữa à? Lục Tử Minh móc điện thoại gọi cấp cứu. Ba người đứng tại hành lang không nói năng gì. Mắt của Tần Cầm bị cào rách. Điều kỳ lạ là vết thương này chỉ ảnh hưởng tới phần thần kinh. Con người không bị tổn thương nhiều lắm, nhưng cô lại không thể nhìn được như trước nữa. Kha Lương làm ầm lên trong phòng khám. Anh yêu cầu các bác sĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi mắt cho Tần Cầm. Lục Tử Minh lại đi vào phòng bệnh. Trong đó không có ai. Nhìn qua tấm kính cửa sổ, anh thấy một người đang ngồi trên ghế đá trong vườn hoa bệnh viện. Người đó chính là Tần Cầm. Mái tóc dài xõa xuống, Hắc Bảo ngoan ngoãn nằm trong lòng cô. Cô úp mặt vào con mèo, dáng vẻ rất cô đơn. Tần Cầm cho rằng chỉ cần cố gắng là có thể chiến thắng mọi thứ. Chỉ cần mọi người không bỏ cuộc thì sẽ có hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, họ bị đánh bại. Đầu tiên là sự ra đi của Lam Kỳ. Kế đến là anh Kỳ, sau đó là mẹ, Thi Thi. Và cuối cùng, đôi mắt của Tần Cầm cũng không còn nữa. Cô không còn cách nào lấy lại được sự kiên cường như trước đây. Ôm chặt Hắc Bảo trong tay, cô cảm thấy sự ấm áp của nó có thể khiến cho trái tim cô không quá buốt giá.
Con mèo đáng yêu cứ liếm tay cô, như thể an ủi cô vậy. Cô đã mù hẳn rồi, Kha Lương cãi nhau với bác sĩ. Kha Lương cứ cãi nhau mãi với bác sĩ, nhưng không được việc gì, liền đứng tựa vào cửa sổ trong hành lang. Anh đau khổ nhìn Tần Cẩm. Tần Cẩm khó nhọc đứng dậy, vớ lấy chiếc gậy rồi đi lang thang trên thảm cỏ. Do không biết phương hướng, cô đụng phải thùng rác. Kha Lương không nén nổi thương tâm, lại xông vào phòng làm việc gặp bác sĩ. Tôi sẽ cho cô ấy võng mạc để cấy ghép được không? Chỉ cần chữa khỏi cho cô ấy thật đáng thương. Tôi không thể cứ đứng đó nhìn cô ấy như thế được. Bác sĩ lạnh lùng lắc đầu, tình hình cô ấy không giống với bình thường. Cho dù có cấy ghép võng mạc cũng không thể nhìn được. Ít ra cũng có cơ hội chứ. Nhưng cơ hội lại quá mỏng manh, mà cái giá phải trả thì quá đắt. Chỉ cần cô ấy bình phục, dù có phải trả giá thế nào tôi cũng cam lòng. Bác sĩ thông cảm nhìn Kha Lương rồi đứng dậy đi ra. Kha Lương đuổi theo sau, Tử Minh liền chặn lại. Được rồi, đừng quá xúc động nữa, chúng ta đi thăm Tần Cẩm đi. Hai người vội chạy xuống, nhìn thấy Tần Cẩm bị ngã trên thảm cỏ. Họ chạy tới đỡ, nhưng cô từ chối. Đừng dìu em, bây giờ đến cả việc tự đi lại em cũng không làm được nữa rồi. Thế giới đối với em lúc này chỉ một màu đen. Em không biết phải chạy tới đâu để tránh không bị thương nữa. Kha Lương đau xót nhìn Tần Cẩm. Cô dường như không thể đứng dậy được nữa. Kha Lương bước đến ôm chặt Tần Cẩm nói. Cậu không phải đi đâu cả, cứ ở nguyên trong lòng mình, là cậu sẽ được an toàn. Mình hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Tần Cẩm bật khóc. Cô nghẹn ngào không che giấu được nỗi tuyệt vọng. Lần lượt từng người một trong chúng ta sẽ chết phải không? Sẽ không ai có thể trốn thoát. Lục Tử Minh nghiêm giọng. Có chết thì chúng ta cùng chết. Tôi quyết không để cho từng người chúng ta chết đơn lẻ đâu. Tới bây giờ đã như thế này rồi, trở thành gánh nặng cho hai người. Mắt tôi mù thật rồi, tôi sẽ chỉ mang tới phiền phức cho hai người thôi. Kha Lương tức giận. Sao cậu lại có thể nói như vậy? Cậu không mang tới phiền phức, cậu là động lực của bọn mình. Nếu ban đầu cậu không quyết tâm, kiên cường cố gắng thì chúng ta đã không thể chống đỡ được lâu đến thế. Cậu và Hắc Bảo là sức mạnh của bọn mình. Ba người nắm chặt tay nhau. Tần Cẩm nói, không biết tại sao mà mình lại ít ghé thăm ngôi chùa có tiểu hòa thượng, đồ đệ của tiểu thiền, trụ trì và bé gái thông minh kia nhỉ? Hai người còn nhớ không? Mình muốn đi lễ Phật quá. Kha Lương gật đầu tán thành, chúng ta cũng nên đi thăm tự nó. Lục Tử Minh nói, được thôi, bây giờ tôi đi lấy xe, hai người ra đằng trước đợi đi. Kha Lương cẩn thận dìu Tần Cẩm lên xe, Tử Minh lái xe, Hắc Bảo nằm cuộn tròn trong lòng Tần Cẩm. Bọn họ lại đi tới ngôi chùa đó. Một mặt họ muốn có được sự yên tĩnh trong lòng, bởi giờ họ đã quá mệt mỏi. Mặt khác họ muốn hỏi tiểu hòa thượng xem có cách nào khác để tìm được tung tích của Vu. Cái chết của Thi Thi và đôi mắt đã bị mù của Tần Cẩm càng làm tăng lên nỗi căm hận của họ đối với Vu. Họ quyết tâm, cho dù có chết hết thì cũng phải trừ khử được Vu. Xe đi rất êm, lại quen đường nên trời chưa tối họ đã tới được ngôi chùa. Ngôi chùa nhỏ tối om, không có đèn đóm gì cả. Tiến vào trong chỉ thấy một ngọn đèn đang đung đưa trước tượng Phật. Trong chùa không có ai, dường như đã lâu lắm không có người quét sân, lá rụng khắp nơi. Ngôi chùa bây giờ trông còn cũ kỹ hơn cả lúc trụ trì Tiểu Thiền còn sống. Ba người đứng trong chùa, nhìn xung quanh không thấy bóng người. Đang định tiến vào trong chùa thì bé gái họ gặp lần trước chạy ra. Họ vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy ba người, bé gái mừng rỡ hỏi, anh chị tới lúc nào thế? Ba người không trả lời, chỉ hỏi lại, tiểu hòa thượng đâu hả em? Tiểu hòa thượng đang ở trong sân, luyện công, để em dẫn anh chị đi. Ừ, chúng ta cùng đi nào, Tần Cẩm. Tần Cẩm đứng trong bóng tối, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh phả vào mặt. Không hiểu sao tự nhiên cô thấy buồn. Những chuyện trong quá khứ phút chốc giống như nước lũ ùa về trong tâm trí cô. Cô rất muốn được yên tĩnh một mình. Cô nói với Kha Lương cảm giác ấy, anh không nỡ để cô ở lại. Anh muốn ngồi cùng cô trong đại điện, nhưng cô không đồng ý. Bé gái mau miệng, để em chăm sóc chị ấy cho, không ai có thể làm hại chị ấy được đâu. Mặc dù biết cô bé có khả năng siêu phàm, nhưng anh vẫn không yên tâm lắm. Tuy nhiên anh vẫn cùng Tử Minh vào sân sau để tìm hòa thượng. Để tìm tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng đang ngồi thiền, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Họ kể cho tiểu hòa thượng nghe cái chết của Thi Thi, tiểu hòa thượng cũng rất đau lòng. Bé gái dắt Tần Cẩm quỳ trước tượng Phật. Cô thành tâm cầu Phật, đứa bé ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Hắc Bảo cũng ở cạnh cô. Tần Cẩm giơ tay tìm bé gái, vừa tìm cô vừa nói, thật làm phiền em quá, hôm nay vội vàng tới đây không mang quà gì cho em, đáng nhẽ chị phải mang thứ gì ngon ngon cho em mới phải. Giơ tay tìm lại nhưng không thấy ai ở bên cạnh.
Tần Cẩm cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô đứng dậy, lần mò khắp nơi trong đại điện. Thế giới tối tăm thật đáng sợ. Cô không biết trước mặt cô có gì. Không biết gì cả. Mọi nỗi sợ hãi đều không biết trước. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với đứa bé. Cô bắt đầu thấp thỏm không yên. Tiếp tục giơ tay ra tìm. Cô chạm vào hắc bảo. Cảm thấy yên tâm đôi chút. Con mèo vẫn còn đó, khiến cô được an ủi phần nào. Cô không dám gọi to, chỉ ôm hắc bảo trốn vào một góc. Kha Lương và Tử Minh sắp quay lại rồi. Cô không ngừng trấn an, để khỏi phải suy nghĩ lung tung. Xem không gian tối tăm trước mắt cô rốt cuộc đang có cái gì. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bé gái gọi. Chị ơi, chị đang ở đâu thế? Tần Cẩm vui sướng đáp lại. Em à, chị đang ở đây. Cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Không những nhanh mà còn rất nhẹ nữa. Cô bé vừa chạy vừa nói. Em đi lấy nước cho chị. Lúc quay lại không thấy chị đâu. Sao lại chạy tới đây? Để em tới dìu chị đi nhé. Tần Cẩm giơ tay ra. Tay cô chạm phải một bàn tay lạnh ngắt. Cô thấy hắc bảo ở trong lòng cô đang run lên. Chưa bao giờ cô thấy hắc bảo sợ như thế này cả. Cô chợt cảm thấy bàn tay đó rất quen thuộc. Như thể đã từng chạm vào ở đâu rồi. Nhưng cô không thể nhớ ra. Sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến thế nhỉ? Hắc bảo kêu ré lên. Từng tiếng một giống như đang cầu cứu. Lại vừa giống như đang cố sức dọa vật gì đó. Bàn tay đứa bé rất cứng. Cuối cùng cô cũng nắm được. Cô chạm vào vết sẹo trên tay nó. Tần Cẩm rụt ngay tay lại. Cô không tin nổi những gì đang diễn ra nữa. Mày chính là người hôm đó đã cướp hắc bảo. Tao đã từng chạm vào tay mày. Vết sẹo trên tay mày tao cũng nhìn thấy rồi. Tần Cẩm nhận thấy giọng của mình run rẩy. Cô không ngờ kết cục lại khó tin đến thế. Nếu mày đã nhận ra, tao cũng không cần giấu nữa. Tao đúng là người mà bọn mày đang tìm đấy. Đứa bé vẫn nói bằng chất giọng dễ nghe như lúc trước. Có điều lúc này giọng nói đó lại trở nên đáng sợ vô cùng. Mày để đứa bé ở đâu rồi? Ở đâu á? Đứa bé đó không tồn tại. Tao chính là đứa bé đó. Nó là hình người tao hóa ra đó. 10 năm trước, tao bị tứ tướng truy sát. Lúc đó bọn tứ tướng đã đánh tao tơi bời. 7 hồn chỉ còn có 1. Nếu tao không trốn kịp thì đã hồn siêu phách lạc từ lâu rồi. Mày chính là Vu Ư? Chính xác. Bọn tứ tướng luôn truy sát tao, khiến cho tao phải trốn chui trốn lủi trong làng của người mèo không ra ngoài được. Tao chỉ sống sót được trong vùng đất có nhiều ấp khí. Ở đó tao may mắn gặp được lời nguyền Ca Băng. Nó đã giúp tao. Vu nghiến răng. Tao đã lợi dụng sức mạnh của Ca Băng để tìm kiếm hậu duệ của tứ tướng. Nếu tao tìm được bọn chúng, tứ tướng mới chịu chuyển dịch thời gian và không gian. Tứ tướng mạnh thế, không làm như vậy sao tao báo thủ được? Tần Cẩm đã bình tĩnh trở lại. Cô nhận thấy dù gì thì cũng chết, nhưng phải chết rõ ràng mới được. Mày làm tất cả mọi chuyện như vậy chẳng lẽ chỉ để báo thù hay sao? Đương nhiên, không chỉ có báo thù, bởi nếu tứ tướng không chết, tao sẽ vĩnh viễn phải ở vùng đất nặng âm khí đó, sẽ không có cơ hội vùng dậy. Tại sao Ca Băng lại nghe lời mày? Nó chẳng qua chỉ là một lời nguyền vô tri vô giác mà thôi. Nó là một công cụ để giết người. Ai có được nó cũng có nghĩa là có được báu vật giết người. Nói như vậy, giết được mày cũng đồng nghĩa là tiêu diệt được Ca Băng. Vua cười khẽ. Trên lý thuyết là như thế, nhưng liệu chúng mày có đủ bản lĩnh để giết tao không? Để dẫn dụ được tứ tướng mà mày giết từng đó người ư? Tần Cẩm phẫn nộ hét lên. Nhiều người ư? Tao không có ý định dẫn dụ nhiều pháp sư đuổi ma tới đây, nên tao vẫn chưa dùng hết sức của mình đâu. Mày mau quên thế. Tuy nhóm tứ tướng cũ đã chết, nhưng nhóm tứ tướng mới đã hình thành. Chúng tao quyết không để mày hoành hành lâu hơn được nữa. Bé gái kia cười ré lên rồi nói. Mày tưởng mày giỏi lắm sao? Vậy tại sao mắt mày lại mù thế kia? Chúng mày vốn dĩ làm gì có sức mạnh của tứ tướng. Thời gian gần đây, tao đã sai Ca Băng đi theo chúng mày, phát hiện ra chúng mày chẳng có sức mạnh nào cả. Lần trước tao đã cố đóng cánh cửa thời gian, không ngờ lại bị thằng hòa thượng chọc kia phá đám. Tần Cẩm hỏi tiếp. Mày là Vu, tại sao mày lại ở bên cạnh mẹ tao? Sao mẹ tao không nhận ra mày chứ? Tao đã tận dụng nhược điểm của mẹ mày. Tao đã hóa thành một đứa trẻ mồ côi. Mẹ mày do quá thương yêu mày nên đã bị tình mẹ con làm cho mù quáng. Vì vậy mà bà ấy không nhận ra tao. Do có sức mạnh của bà ấy bảo vệ, nên dù rời xa mảnh đất nặng âm khí, tao vẫn có thể sống được. Mày thật vô sỉ, mày đã lợi dụng nhược điểm của mọi người. Mày lợi dụng sự đố kỵ của Thi Thi, lợi dụng sự yêu mến của tao với Hắc Bảo, lợi dụng tình mẫu tử của mẹ tao và anh Kỳ. Mày đã lợi dụng mọi người, tại sao mày muốn trừ khử bọn tao? Tao muốn có viên đá tam sinh. Tần Cẩm sững người,
đá tâm sinh chỉ là một viên đá bình thường mà thôi. Sao mày lại phải bỏ bao nhiêu công sức để được nó vậy? Ai nói với mày, đó chỉ là viên đá bình thường. Viên đá đó tiềm ẩn một sức mạnh lớn lao. Mày không tưởng tượng nổi đâu. Nếu tao không có được sức mạnh tiềm tàng của nó, thì tao phải phá hủy nó. Bởi trên đời này chỉ có nó mới có thể giết được tao. Tao vốn bất tử, nhưng nếu không hủy được nó, thì tao sẽ không được sống yên ổn. Bởi sẽ có ngày, một pháp sư nào đó sẽ biết cách mở viên đá tam sinh. Và ngày tận thế của tao cũng tới. Mày thử nói xem, với nhiều lý do như thế, tao có nên giết chúng mày không? Đá tam sinh đâu phải chỉ có một viên, tại sao mày cứ phải bám giết lấy bọn tao? Mày lại dụng tam kỳ giết Thi Thi, ép ông nội Khan Lương phải đưa viên đá ra, lại còn làm hỏng mắt của tao nữa. Mày còn dẫn dụ bọn tao tới ngôi chùa này để cướp viên đá, sao mày lại chịu nhiều vất vả để lấy viên đá thế? Ngoài tổ sư nhà họ Kha ra, không ai trên đời này có được đá tam sinh. Không phải người nhà họ Kha, làm sao có được đá tam sinh chứ? Nếu việc lấy đá tam sinh dễ dàng như thế, thì tao đã lấy được nó từ lâu rồi. Trên đời này chỉ có duy nhất một viên. Bất kể mày nhìn thấy một viên đá to trong ảo giác, khi chuyển dịch không gian vào thời gian, hay viên đá nhỏ trên người mày lúc này, đều chỉ có một nguyên thần. Hủy được nguyên thần này là xong. Tần Cẩm đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi kế hoạch vẹn toàn này. Ví đổi thành một người khác, chắc cũng sẽ có cảm giác giống như cô thôi. Mọi người luôn nghĩ rằng Ca Băng là kẻ thù, không biết Vu là ai, không biết tại sao Vu lại giết tứ tướng xong lại còn truy sát bọn họ. Thì ra là như thế. Lúc này chân tướng sự việc đã quá rõ ràng. Từ lúc Thi Thi tới làng của người mèo, tới khi Ca Băng giết người khắp nơi, từ lúc ép tứ tướng chuyển dịch không gian vào thời gian, rồi tới việc giết Thi Thi, ép ông nội phải đưa đá tam sinh ra, cuối cùng là mù mắt Tần Cẩm, dẫn dụ mọi người đến chùa, tất cả đều đã được lên kế hoạch cẩn thận. Ai có thể thoát khỏi kế hoạch này chứ? Dù sao thì lúc này cũng có thể nhắm mắt mà chết được rồi. Bởi ít nhất họ cũng đã biết được tại sao mình chết. Chẳng lẽ mày không sợ Kha Lương giết mày ư? Anh ấy cũng là người nhà của họ Kha mà. Thằng ấy mà cũng đòi giết được tao ư? Một thằng pháp sư chẳng biết cái gì. Nếu nó muốn giết tao thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thằng ấy thì biết cái gì chứ? Từ trong bóng tối xuất hiện một người. Tao biết, Chiêu Ngọc Thạch Câu Phần. Hóa ra là Kha Lương đang ôm Hắc Bảo. Hắc Bảo đã chạy ra ngoài xin trợ giúp. Tiểu Hòa Thượng ngửi thấy mùi của Hắc Bảo, biết có chuyện không hay nên cũng vào theo. Đứa bé gái giơ tay lên cao, Kha Lương liền bị treo lơ lửng trên không, một cánh tay vô hình bóp chặt cổ anh. Mày biết Chiêu Ngọc Thạch Câu Phần thì có tác dụng gì? Mày tưởng mày có sức mạnh để trói tao rồi nhốt tao vào trong người mày ư? Trừ phi tứ tướng sống lại, bọn chúng muốn trói được tao cũng phải mượn sức mạnh của mặt trăng đấy. Mày đừng mộng tưởng rằng có thể dùng Chiêu Ngọc Thạch Câu Phần. Giọng của đứa bé đều đều, tràn ngập niềm tin chiến thắng. Tần Cẩm định chạy lại với Kha Lương, nhưng cô không trông thấy gì. Cô ngã xuống đất, Tử Minh rút súng bắn liên tiếp vào người đứa bé, nhưng cứ như bắn vào không khí vậy. Chỉ có Tiểu Hòa Thượng đứng im, không khí toàn mùi chết chóc. Kha Lương đang giãy giụa trên không. Mày cho rằng tứ tướng đã chết thật rồi ư? Một giọng nói vang lên. Một đứa bé bước vào. Mọi người sững sờ nhận ra đó là Đinh Đông. Con bé vừa vung tay, Kha Lương liền rơi xuống. Khắc Tinh, sao mày có sức mạnh của Khắc Tinh? Vu hơi mất bình tĩnh hỏi. Tao chính là Khắc Tinh trong nhóm tứ tướng mới. Mày cho rằng chỉ có mày thông minh tự sắp xếp mọi chuyện hả? Nhóm tứ tướng cũ mất 10 năm để tìm mày, mày lại cứ chui nổi ở vùng đất nặng âm khí nhất. Nhưng mà cuối cùng thì mày cũng đã ra mặt. Mày đã sai khiến Ca Băng lợi dụng tình thân của nhóm tứ tướng để tìm ra thân xác ảo của mày. Nhóm tứ tướng đã chuyển dịch không gian, hy sinh tính mạng của bản thân. Bây giờ bọn ta mới biết, năm xưa rất nhiều pháp sư giết ma truy sát mày, nhưng chỉ tiêu diệt được một phần cơ thể của mày thôi, bởi mày còn có thân xác ảo. Do vậy mà mày không chết, mày bất tử. Đinh Đông bình tĩnh phân tích, khiến cho nhóm Tần Cẩm ngỡ ngàng. Coi như mày đã tìm thấy thân xác ảo của tao, thì đã sao nào? Một mình mày có thể đấu lại được tao không? Vu tự tin đáp lại. Chúng tao đã tìm ra được mày, đương nhiên không chỉ có một người. Khi đã có một người trong nhóm tứ tướng xuất hiện thì cả nhóm sẽ xuất hiện theo. Chẳng lẽ mày lại quên nhiệm vụ đời đời kiếp kiếp của bọn tao là bắt ma rồi ư? Tứ tướng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tìm bắt ma quỷ, trấn giữ tà khí của mày. Sống hay chết đối với bọn tao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hai người nữa từ ngoài miếu đi vào, Kha Lương kinh ngạc kêu lên. Anh Kỳ, bác Lý. Đi cùng với bọn họ còn có Tiểu Hòa Thượng đang chắp tay theo sau. Bốn người bọn họ ngồi thành hàng. Một làn khí màu tím bay lên,
hiện ra một con rồng vàng đang bay lượn. Tần Cẩm không nhìn thấy gì, Kha Lương và Tử Minh dìu cô. Quả nhiên là nhóm tư tướng. Nhưng tiếc rằng rồng vàng của bọn bay quá nhỏ, sức còn yếu thế này làm sao mà giết nổi ta? Ha ha. Kha Lương thắc mắc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhóm tư tướng mới không phải là các cháu mà là chúng ta. Chúng ta đại diện cho bốn chính khí, kim mộc thủy hỏa. Bốn luồng khí này hợp vào sẽ xuất hiện rồng vàng diệt ma. Không ai quy định tứ tướng phải là người, có thể là bất cứ một thể nào của nhân đạo, quỷ đạo, yêu đạo hoặc linh đạo. Chỉ cần có đức tính phù hợp là có thể tạo thành tứ tướng. Tiểu Hòa Thượng chính là Phật Tinh, Đinh Đông là Khắc Tinh, Anh Kỳ là người trừ ma, Bác Lý là người tiếp quản linh khí hậu duệ của nhà họ Kha. Con rồng vàng này do mới hình thành nên chưa được thành thục lắm, nhưng lúc này không thể đòi hỏi cao được. Việc quan trọng trước mắt là tiêu diệt được Vu. Bầu không khí đã đông cứng lại, mọi người đều hiểu. Lần này sẽ là lần quyết đấu cuối cùng, rồng vàng thì mới hình thành. Sức mạnh của Vu lại lớn mạnh như vậy. Họ băn khoăn không biết có cách nào để tiêu diệt được Vu. Cuộc chiến sắp bắt đầu, mọi người bình tĩnh trở lại. Mọi thứ sắp kết thúc, có thể ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Ánh đèn trong đại điện cứ phập phù, giống như đang ẩn giấu rất nhiều bí mật. Vu ngồi giữa vòng vây của mọi người, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ lùng. Nhìn như đang đứng trên đài sen vậy, rồng vàng đang uốn lượn, tứ tướng chấn giữ ở bốn phía, Kha Lương và Tử Minh thì bảo vệ Tần Cẩm, Hắc Bảo ngồi trong lòng Tần Cẩm. Tiếng rồng vàng cuộn tròn kêu vù vù, xé rách màn đêm, càng quay vòng càng nhanh, ánh mắt Vu càng lúc càng lộ rõ vẻ kinh hãi. Vu không dám khinh thường nhóm tứ tướng mới. Mọi người đều hiểu, dù cho lần này có tiêu diệt được thân xác của Vu thì cũng không có tác dụng gì mấy, bởi không có đá tam sinh. Sẽ không thể trừ được Vu hoàn toàn, nhưng chí ít cũng có thể ép được nó trốn ở một nơi nào đó mấy chục năm, để đổi lấy sự yên bình ngắn ngủi. Đáng tiếc là hiện giờ vẫn chưa có cách nào mở được đá tam sinh, nếu không lần này sẽ là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt được Vu. Tứ tướng có, đá tam sinh có, thân xác của Vu cũng ở đây. Nếu biết cách sử dụng đá tam sinh thì có thể tiêu diệt được mộ. Cái gọi là yên bình đã phải đổi bằng rất nhiều tâm huyết của nhóm tứ tướng cũ. Những thứ yêu hận, ân oán, tồn tại đời đời kiếp kiếp. Đã mấy đời mấy kiếp đấu với Vu, không biết lúc nào mới kết thúc đây. Đúng lúc này, một giọng nói vừa buồn bã vừa vẫn uất tuyệt vọng vang lên. Tứ tướng đấu với Vu, sao lại cứ phải lợi dụng chúng tôi? Những con người bình thường vô năng, làm quân cờ thế? Chúng tôi là gì? Bao nhiêu người thân, bạn bè thân thiết của chúng tôi đã chết? Chúng tôi là công cụ để các người đấu đi đấu lại sao? Giọng nói đó chính là của Tần Cẩm. Trông cô lúc này rất đáng sợ. Tứ tướng nhận thấy có chuyện không hay rồi. Vu đã thôi miên Tần Cẩm để hại nhóm tứ tướng. Kiểu thôi miên này không giống với bình thường. Nó kích động nỗi uất ức ở nơi sâu thẳm nội tâm của con người. Cứ tiếp tục thế này, Tần Cẩm sẽ giống như Thi Thi. Cô sẽ mất đi lý trí. Sẽ bất chấp tất cả để giảm sức mạnh của rồng vàng. Kể cả khi phải tổn hại đến người khác hay cả bản thân mình, rồng vàng có khả năng sẽ bị nỗi uất ức này làm tổn hại. Một lợi thế giúp cho Vu có thể giành được thắng lợi là Vu biết rõ được nhược điểm của mọi người, lại biết cách tận dụng nhược điểm này để đạt được mục đích. Kha Lương sốt ruột tát mạnh một cái vào má Tần Cẩm và hét lên, cậu nói vớ vẩn gì đấy, mau tỉnh lại đi. Khuôn mặt Tần Cẩm lộ rõ vẻ đáng sợ. Chúng ta là gì chứ? Sự sống chết của chúng ta có được coi là gì đâu? Chúng ta cứ gắng sức, cứ tranh đấu để làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là những quân cờ trong trò đùa số phận nghiệt ngã. Bây giờ chúng ta không phải làm gì nữa rồi. Mau lấy đá tam sinh để dụ Vu, rồi kích hoạt tứ tướng. Thế là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Nhiệm vụ của những người bạn đã chết của tôi cũng đã hoàn thành rồi phải không? Bây giờ các người muốn đấu thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa đúng không nào? Tần Cẩm nhìn xung quanh bằng con mắt oán hận. Nhưng các vị hãy nhìn tôi đây này. Mù rồi, các vị xem Thi Thi rơi từ trên tầng 19 xuống. Thịt nát xương tan, xem anh Kỳ phải móc mắt mình để cứu con cô ấy, rồi Lam Kỳ thì máu me đầm đìa. Các vị tiếp tục nhìn mặt ba người chúng tôi xem, có ai trong số chúng tôi không tuyệt vọng không? Chúng tôi đã phải chịu những nỗi đau mất đi những người bạn. Hàng đêm khi đi ngủ, chúng tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi, không biết mình có thể sống tới ngày mai không. Mắt Tần Cẩm bắt đầu lằn máu, chúng tôi không dám yêu nhau, bởi sợ rằng nếu mình có chót hứa gì với đối phương, lại không có thời gian thực hiện thì chẳng ra làm sao. Chúng tôi không dám rời xa nhau bởi sợ rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Chúng tôi không dám đi vào nơi tối tăm bởi sợ rằng không biết chỗ đó có an toàn không.
Giọng Tần Cầm đã nghẹn lại. Chúng tôi thậm chí không kịp nói lời yêu với người mình yêu thương thì đã vĩnh viễn mất họ. Tôi không tiếc hy sinh đôi mắt của mình vì không nỡ để mất con mèo đen này. Chúng tôi đã kiên cường đến thế bởi chúng tôi không nghe theo sự an bài của số mệnh. Chúng tôi tin tưởng mình sẽ chiến thắng, được kết cục bi kịch. Chúng tôi có được sự dũng cảm như vậy bởi chúng tôi khát khao được sống. Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi đúng không? Bất luận ai thắng ai thua thì chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng tôi biết được mọi hành động của mình chẳng qua chỉ là hành động của một quân cờ trên ván cờ phân định thắng thua giữa hai thế lực chính và tà thì chúng tôi đã không liều mạng đến thế. Tại sao chúng tôi phải khiếp sợ thế này? Tại sao chúng tôi phải sợ hãi thế này? Sao chúng tôi phải mệt thế này? Tại sao không dám yêu thương? Tại sao? Nỗi uất ức của cô đã bộc phát ra hết. Cô giơ tay khua về hướng rồng vàng. Kha Lương định tới ngăn lại, nhưng không kịp nữa. Từ dưới đất lóe lên một tia chớp màu đen. Tia chớp lóe lên trên tay Tần Cẩm. Năng lực của cô đã phát ra hết. Bỗng một tiếng mèo rên lên. Một con mèo đen rơi xuống. Hắc Bảo nhảy lên, chịu đựng đòn đánh chứa đầy nỗi uất ức của Tần Cẩm. Tần Cẩm nghe thấy tiếng Hắc Bảo kêu, oan khí đã phát ra hết rồi. Bỗng chốc cô tỉnh táo trở lại. Hắc Bảo rơi xuống đất, chỉ còn thoi thóp thở. Kha Lương và Tử Minh không dám lên tiếng, sợ rằng không kìm nổi nước mắt. Tần Cẩm đồ vật xuống đất, cô giơ tay giờ dẫm trên mặt đất tìm Hắc Bảo. Hắc Bảo nằm bẹp trên mặt đất rên rỉ, dường như nó muốn được chủ nhân ôm ấp lần cuối. Nếu lúc nãy Hắc Bảo không nhảy lên chịu đòn đánh đó thì rồng vàng đã bị thương rồi. Nếu vậy Vu sẽ không còn gặp trở ngại nào nữa. Tính mạng của mọi người chắc nguy mất. Tần Cầm không nhìn thấy gì. Cô quỳ trên đất tìm Hắc Bảo. Cô nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Hắc Bảo giống như đang khuyên cô đừng đau lòng. Đừng quá xót xa, đừng oán hận nữa. Tần Cầm đứng trong bóng tối, nghĩ tới sự bất thường lúc nãy của mình. Rồi nghĩ tới đòn đánh chí tử vào Hắc Bảo. Cô không thể tha thứ cho bản thân. Nỗi đau lên đến cực điểm. Cô cứ điên cuồng giờ dẫm trên mặt đất tìm Hắc Bảo. Ngón tay cô rỉ máu do chạm vào mặt đất thô ráp. Cô đang thật sự dùng cả sinh mạng của mình để tìm được Hắc Bảo. Hắc Bảo dùng cái chết của mình để nói với cô rằng bất kể số mệnh an bài thế nào, có bất công đến đâu nữa, nhưng vẫn có người yêu mến cô, vẫn có một con mèo sẵn sàng chết vì cô, vẫn còn tình yêu và sự ấm áp của những người bạn dành cho cô. Do vậy cô phải tiếp tục kiên cường, không thể dễ dàng bỏ cuộc. Tiếng kêu của Hắc Bảo càng ngày càng yếu, chứng tỏ đòn ban nãy rất mạnh. Hắc Bảo chỉ muốn được chủ nhân ôm ấp một lần cuối cùng thôi. Tiếng kêu của nó không oán không hận, giống như lần đầu Tần Cẩm nhận được nó vậy. Nó mở to đôi mắt tội nghiệp, thoi thóp nhìn Tần Cẩm. Hắc Bảo đã ngừng thở. Tần Cẩm thôi không tìm kiếm nữa. Cô lắng tai nghe một lúc, không còn tiếng Hắc Bảo. Hắc Bảo đã chết thật rồi. Lúc này Tần Cẩm lại điên cuồng tìm kiếm. Cô nằm bò ra đất, tuyệt vọng như người đang chết đuối vậy. Hắc Bảo đã ở thế giới bên kia, nó không còn mở mắt được nữa, không tiếp tục bầu bạn với cô nữa rồi. Tần Cẩm đau đớn quỳ trên đất. Cô không ngừng quay đầu, vỗ tay rồi gọi. Hắc Bảo à, tới giờ ăn cơm rồi. Lại đây đi. Hôm nay sẽ có món em thích ăn nhất đấy. Được không? Chị đã chuẩn bị sữa bò ngon cho em uống rồi. Lại đây. Đừng trốn nữa. Chị đang ở đây. Sau này chị sẽ không đánh em nữa. Sẽ không đưa em tới những nơi nguy hiểm nữa. Chúng mình lại sống vui vẻ như xưa nhé. Hắc Bảo à, ra đi. Chốc nữa nếu chị tìm thấy em, chị sẽ không cho em ăn đâu. Mau ra đi. Em mau ra đi. Giọng của Tần Cẩm càng lúc càng khàn đi. Hắc Bảo à, Hắc Bảo ơi, mau ra đi, đừng rời xa chị. Chị sẽ luôn cho em những gì tốt nhất. Chị cầu xin em đấy. Mọi người giúp tôi tìm nó với. Nó là con mèo thiêng, nó không thể chết được đâu. Vĩnh viễn không chết được. Mọi người giúp tôi tìm nó đi. Giọng nói Tần Cẩm vọng lại trong đại điện trống không, khiến tư tướng buồn bã rơi nước mắt. Đột nhiên Tần Cẩm gào thét. Tiếng thét xé lòng xé ruột. Từng tiếng giống như con thú bị thương. Lúc này tim cô đau đớn tột cùng, như bị ai đó móc ra ngoài vậy. Lục Tử Minh vội chạy tới ôm lấy cô an ủi. Cô cứ run bắn trong tay anh, luôn mồm gào thét. Hắc Bảo, Hắc Bảo, chị đã giết em. Chính chị đã giết em. Lục Tử Minh an ủi. Không phải vậy đâu, cái chết của Hắc Bảo không liên quan tới cô. Cô đừng tự trách mình nữa. Kha Lương tức giận, đùng đùng, căm giận nhìn Vu. Nhưng Vu cứ lạnh lùng như không nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này. Tứ tướng phẫn nộ, rồng vàng đột nhiên xông thẳng vào người Vu. Nhưng gặp phải vòng tròn bảo vệ của Vu, nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, Vu đã tranh thủ tạo ra vòng tròn bảo vệ. Sức mạnh của Vu quá lớn khiến rồng vàng không làm gì được, đành hóa thành một chiếc lồng vàng nhốt Vu ở trong. Trong khi mọi người đang đấu sức giằng co với Vu, thì trong không trung xuất hiện một người, đó là ông nội của Kha Lương, Kha Đạo. Ông chỉ kịp nói với Kha Lương, Ngọc Thạch câu phần, rồi biến thành làn khói xanh.
chui vào trong rồng vàng. Làn khói xanh lại biến thành một sợi dây trói chặt Vu. Vu không lường trước tình huống này. Vu không ngờ lại bị trói bởi một pháp sư đã mất của nhà họ Kha. Kha Lư không nói gì, xông thẳng vào trong lồng vàng. Anh dùng cơ thể mình làm túi bắt ma. Tần Cẩm và Tử Minh cùng hét lên. Đừng, không được làm thế. Kha Lương quay lại, nhìn Tần Cẩm và Tử Minh, rồi vội vã dặn dò. Tử Minh à, cô ấy bị mù rồi, sau này nhờ anh chăm sóc cô ấy nhé. Đừng để cô ấy bị tổn thương nữa. Tôi có thể yên lòng được rồi. Lục Tử Minh vội bỏ Tần Cẩm ra. Anh chạy tới kéo Kha Lương, nhưng Kha Lương đã chui vào trong lồng vàng. Tử Minh chỉ kịp nắm được một góc áo của anh mà thôi. Tử Minh lớn tiếng mắng. Kha Lương khốn kiếp, anh dựa vào cái gì mà tự đi tìm cái chết thế? Tại sao anh lại làm như thế? Anh ra đây đi, đừng có bỏ chúng tôi nữa. Lục Tử Minh cũng vội chui vào lồng vàng, nhưng một sức mạnh vô hình đã đẩy anh ra. Kha Lương vừa vào liền chạy bổ tới bên cạnh Vu, đã bị ông nội trói chặt. Anh lặng lẽ đọc khẩu quyết. Vu nhìn thấy người mình khinh thường nhất bây giờ lại có được sức mạnh như vậy nên cũng trở nên run sợ. Nhưng mụ nhanh chóng trấn tĩnh lại. Bắt thì bắt, bắt được vào người rồi. Nếu không giết Kha Lương, mụ lại có thể điều khiển được anh, thế càng hay. Mọi người nhìn thấy cơ thể của Kha Lương và Vu hòa làm một. Vu đã bị Kha Lương bắt vào trong cơ thể mình. Lúc này là thời cơ tốt nhất để giết Vu, bởi sức mạnh của Vu chưa kịp hồi phục khi sang cơ thể mới, chỉ cần giết chết Kha Lương là xong chuyện. Tứ tướng chạy tới, tứ tướng cũng muốn chui vào lồng vàng để giết Vu, nhưng do họ đã mất quá nhiều nguyên khí để điều khiển rồng vàng nên không thể làm được việc đó. Lục Tử Minh cũng tiến tới nhưng không vào được. Bỗng Tần Cẩm từ từ đứng dậy. Lúc này trông cô rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể chưa xảy ra chuyện gì đau buồn vậy. Trong đầu cô lúc này không tồn tại bất cứ ý nghĩ nào khác, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô chỉ còn nghĩ được đúng một điều, nhất định phải cứu được Kha Lương. Tuy không nhìn thấy gì nhưng cô định hướng rất chính xác vị trí của Kha Lương rồi đi tới. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo cô rồi giãn ra nhường đường. Cô giơ tay dò đường, vừa đi cô vừa thét lên. Nhịp 22, mình không cho cậu chết đâu. Cô nhẹ nhàng xé rách một lỗ trên vòng tròn bảo vệ của Vu. Vòng tròn bảo vệ của Vu không có tác dụng với cô. Tứ tướng nhìn cô lại nhìn Kha Lương đang đấu tranh với Vu trong cơ thể mình. Cuối cùng bác Lý biến thành một thanh kiếm. Tuy bác không nói gì nhưng hành động của bác ra lệnh cho Tần Cẩm hãy giết Kha Lương đi. Tần Cẩm lặng lẽ cầm kiếm bước vào vòng tròn bảo vệ của Vu. Kha Lương nhìn thấy cô vào liền nói. Mau giết mình đi, mình sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Tần Cẩm nghe thấy tiếng Kha Lương liền khu kiếm. Thanh kiếm khẽ phát ra một tiếng động. Không hổ danh là thanh bảo kiếm diệt ma nghìn năm. Nó tự hướng về ngực của Kha Lương giống như có mắt vậy. Chỉ cần Tần Cẩm khẽ đâm vào Kha Lương thì Vu sẽ chết. Và đương nhiên là Kha Lương cũng sẽ chết theo. Chỉ cần Tần Cẩm đâm vào tim Kha Lương thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tay của Tần Cẩm run lên. Tử Minh cố gắng mở vòng tròn bảo vệ nhưng không được. Anh hét lên. Đừng, đừng làm thế. Nhưng ở trong không nghe được gì. Kha Lương van nài. Cậu làm gì thế? Mau đâm mình đi. Vu sắp tỉnh rồi, sắp sửa hồi phục rồi đó. Tay Tần Cẩm càng run hơn. Tần Tiểu Miêu, cậu đúng là bà già nhặt rác. Sao cậu lại vô dụng thế nhỉ? Bây giờ không phải lúc cậu yếu đuối. Nếu giờ mình không chết, lát nữa người bị chết sẽ là cậu. Là Lục Tử Minh, là những người đang ở ngoài kia, cậu biết không? Đây không đơn thuần là mạng sống của mình, mà còn là trách nhiệm của mình. Bởi vì mình là người nhà họ Kha mà. Cậu hãy giúp mình làm tròn tâm nguyện đi. Tần Cẩm lắc đầu, ngoảnh ngoậy. Cô bật khóc nức nở. Tần Tiểu Miêu à, cậu thật là ngốc. Kha Lương cũng rơm rớm nước mắt. Mình là người vô dụng, học hành không tới nơi tới chốn, chẳng làm được việc gì ra hồn, lại không biết dỗ dành cậu, không biết cách theo đuổi phụ nữ. Lục Tử Minh chí ít cũng là một cảnh sát ưu tú, còn mình chẳng là gì cả. Mình chỉ là một pháp sư giả. Các pháp thuật cơ bản của nhà họ Kha mình cũng không học được, chỉ biết sử dụng mỗi một chiêu, dùng máu để đuổi ma. Kha Lương ngẩng đầu ngắm người con gái mình yêu, anh nói với cô những lời cất giấu tận đáy lòng. Chính vì thế mình mới trở thành con người lêu lỏng. Bởi vì mình tự ti, mình chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn. Ngoài gia sản kích xù ra, mình chẳng có gì. Mình thoát được sự nguy hiểm bởi mình có báu vật gia truyền. Mình làm được việc gì thì hoàn toàn dựa vào gia đình hoặc cụ tổ. Kha Lương tiếp tục thuyết phục. Nhưng lần này thì ngã, mình cảm thấy mình rất xứng đáng là người nhà họ Kha. Chỉ ít thì mình cũng làm mất mặt nhà họ Kha. Mình đã bắt được con ma khó bắt nhất. Mình đã dùng cơ thể mình để bắt nó. Nếu cậu cứ lưỡng lự không ra tay, mình sẽ bị nó điều khiển, mình sẽ bị chết thật nhục nhã, đúng với danh hiệu pháp sư dởm nhà họ Kha. Do vậy mình cầu xin cậu, hãy giết mình đi. Kha Lương quỳ trên mặt đất, cúi đầu về phía Tần Cẩm. Tần Cẩm nghiến răng đâm Kha Lương, mũi kiếm đã đâm vào tim Kha Lương, máu đã chảy. Nhưng vào lúc quyết định
cô lại mềm lòng không đâm nhát cuối cùng. Cô đánh rơi bảo kiếm rồi chạy về phía Kha Lương nói với anh. Mình không quan tâm tới việc cậu là người giỏi giang hay không. Mình cũng không quan tâm cậu là pháp sư thật hay dở. Không quan tâm cậu có phải là người xuất chúng hay không. Mình chỉ biết rằng mình thích cậu. Mình thích con người hiện tại của cậu. Mình không thể giúp cậu hoàn thành tâm nguyện được. Tần Cẩm khóc toáng lên. Mình giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Vậy ai sẽ giúp mình đây? Mình đã bức tử người bạn thân nhất của mình. Chính mình cũng đã giết chết con mèo cưng. Giờ đây cậu lại ép mình giết chết người mà mình yêu quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Mình không làm được. Mình không thể. Mình vô dụng. Mình không thể xuống tay được. Nhưng mình thà mềm lòng như thế, chứ không thể để mất cậu. Mình không sợ người ta chê cười. Mình cũng chẳng mong mình trở thành anh hùng. Mình chỉ muốn được sống cùng cậu thôi. Mình không quan tâm kết cục kiếp trước của chúng ta thế nào. Nhưng kiếp này, cho dù thế nào, mình cũng không thể nhẫn tâm giết cậu được. Kha Lương ngẩng đầu lên khuyên nhủ cô. Cậu ngốc thật đấy. Mình chết rồi, hãy còn Lục Tử Minh chăm sóc cho cậu. Nếu cậu cũng chết, mình không chấp nhận được đâu. Cậu tưởng mình muốn chết lắm hay sao? Mình đã hứa bảo vệ cậu suốt đời. Đời này kiếp này sẽ làm đôi mắt cho cậu. Cậu ngốc thật đấy. Nhưng lúc này, mình không giữ được lời hứa nữa rồi. Cậu nhìn tay mình đã biến thành ma rồi. Nó sẽ nhanh chóng giết mình. Kha Lương giơ tay lên. Lúc này tay anh đã đỏ lừ. Máu tươi chảy khắp cánh tay. Nếu cậu không giết mình thực sự đã thua Vu rồi. Những nỗi khổ mà chúng ta đã trải qua. Sự hy sinh của mọi người đều là vô ích ư? Tần Cẩm vẫn không nhặt kiếm lên. Cho dù kiếp này chúng ta thua, thì mình cũng không thể giết cậu được. Mình không quan tâm tới việc thắng thua, mình cũng chẳng để ý tới nỗi khổ trước đây. Nhưng mà nếu mình giết cậu rồi, thì chúng ta sẽ thắng ư? Nếu thắng, như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Mình không thể làm thế được. Cậu đừng tàn nhẫn ép mình như thế. Kha Lương đau khổ đáp lại. Giết mình đi, mình không đấu nổi với nó nữa rồi. Mọi người đều nhận thấy anh đang cố gắng kiềm chế. Tần Cẩm ôm Kha Lương. Họ nhìn thấy Kha Lương cứ lăn lộn trong lồng. Nhưng anh không tìm được đường ra. Đầu anh rớm máu do va đập vào lồng. Lúc này mắt anh đã biến thành màu đỏ máu. Mau trốn ra ngoài đi. Kha Lương nhấn mạnh từng từ với Tần Cẩm. Nhưng đã không còn kịp nữa. Hai cánh tay đẫm máu của Kha Lương đã vươn tới cổ của Tần Cẩm. Cô nhìn anh không oán hận. Nội tâm Kha Lương đang đấu tranh quyết liệt với Vu. Bỗng giọng nói của Vu cất lên. Lũ chúng mày còn quá non nớt để đấu với tao. Tuy bị bóp nghẹn cổ nhưng Tần Cẩm vẫn cố động viên Kha Lương. Kha Lương à, đừng bỏ cuộc nhé. Tần Cẩm, Tần Cẩm. Tử Minh ở bên ngoài sốt sắng gọi tên cô. Tần Cẩm à, mau giết mình đi. Kha Lương lại lên tiếng. Nói xong anh ngã vật xuống đất. Tần Cẩm vẫn không chịu cầm bảo kiếm. Cô không để ý lúc này bảo kiếm đã phát ra một âm thanh rất lớn. Cô chỉ một lòng hướng tới Kha Lương. Tình yêu của họ không có cách nào tiếp tục được nữa. Cho dù chỉ cần nhìn được nhau thêm lần nữa cũng tốt. Ai biết được cô và anh còn tiếp tục kiếp sau nữa hay không. Đáng tiếc trong kiếp này họ chưa từng nói với nhau những lời yêu thương. Đến cả chữ yêu cũng chưa một lần thổ lộ. Bây giờ có nói hay không nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng lẽ thế này còn không được gọi là nguyện sống chết cùng nhau ư? Tần Cẩm quỳ xuống ôm Kha Lương đang vật vã. Cô tự nói với mình, tại sao chúng ta lại không thể là một đôi nam nữ bình thường chứ? Chúng ta gặp nhau trong trường học, tính khí cậu chẳng ra sao, mình lại rất bướng bỉnh. Chúng ta không thể yêu nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng nếu cứ được cãi nhau với cậu cả ngày, được sống những ngày tháng vô ưu vô lo thì cũng may mắn lắm rồi. Tại sao chúng ta lại bị số phận lựa chọn? Thực sự mình còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Mỗi ngày ở bên cậu đều cùng cậu nói chuyện. Mình sợ một ngày nào đó không thể nói với cậu được nữa. Tần Cẩm ngẩng đầu hỏi tượng Phật. Màu đỏ trên tay Kha Lương cứ lan dần trên cánh tay. Chỉ cần màu đỏ đó lan đến tim thì Kha Lương sẽ không thể điều khiển được Vu nữa. Tần Cẩm đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt. Kha Lương à, cậu có tin vào đá tam sinh không? Nếu chúng ta cùng chết thì chúng ta sẽ gặp được nhau. Trước đá tam sinh đấy. Cho dù thế nào chúng ta sẽ gặp được nhau. Chỉ cần cậu vững tin, kiếp này ta không thể gặp nhau, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ thái ngộ. Tần Cẩm kiên định nói tiếp. Nhóm chúng ta sẽ gặp lại nhau trước đá tam sinh. Mình, Thi Thi, Hắc Bảo, cậu, Tử Minh, anh Kỳ, Lam Kỳ, mẹ mình, trụ trì Tiểu Thiển, bố mẹ cậu, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cô lấy viên đá tam sinh, một viên đá chẳng có gì khác biệt với những viên đá bình thường khác ra. Chỉ cần chúng ta có tình yêu, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tuy sức mạnh của chúng ta không lớn, nhưng chúng ta cũng đã bắt được Vu. Cho dù chúng ta có thất bại đi nữa, cũng chẳng có vấn đề gì. Kiếp sau, chúng ta tiếp tục đấu với Vu. Đừng có nằm mơ, tao sẽ đánh cho mày hồn siêu phách lạc để cho mày không còn cơ hội đầu thai, để chúng mày không còn kiếp sau nữa. Giọng Vu lại vang lên. Lúc này Kha Lương đã hoàn toàn bị Vu khống chế.
Tần Cầm không để ý tới mụ. Cô tiến tới chỗ Kha Lương, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Kha Lương. Đột nhiên lưng cô đau nhói, hóa ra Vu đã điều khiển Kha Lương nhặt thanh kiếm dưới đất lên, lợi dụng lúc Tần Cầm đang ôm anh để đâm lén cô từ phía sau. Mũi kiếm đâm xuyên người cô, khiến cô cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đau đớn. Tần Cầm cố gắng nâng cánh tay đẫm máu lên vuốt ve khuôn mặt Kha Lương lần cuối. Nhưng lúc này Kha Lương đang ở rất xa. Cô lùi về phía sau. Máu của cô vọt ra khỏi vòng tròn bảo vệ của Vu. Cô hướng mặt lên trời, tay chỉ lên trên, sau đó hỏi Kha Lương. Trên trời đang có rất nhiều sao phải không? Mình thực sự rất muốn ngắm chúng. Nhưng ngón tay chỉ lên, đột ngột buông thõng xuống. Một giọt nước mắt đang chậm chậm lăn xuống từ khóe mắt cô. Trong giọt nước mắt có ẩn chứa sự bực tức. Khi lần đầu gặp Kha Lương và cả sự ngọt ngào của tình yêu sau đó. Vừa có nỗi buồn vừa có niềm vui. Không nuối tiếc, không oán hận. Mặc dù bị Kha Lương giết, nhưng Tần Cầm không hề hối hận. Cô chưa bao giờ hối hận về việc đã gặp rồi yêu anh. Giọt nước mắt đó lan trên khuôn mặt trắng bạch của Tần Cầm, rồi rơi xuống viên đá tam sinh ở dưới đất. Viên đá từ từ phát ra một ánh sáng kỳ lạ. Khuôn mặt của Vu biến sắc. Từ viên đá rọi ra ánh sáng cầu vồng. Thứ ánh sáng đó đẹp vô cùng. Mọi người ở bên ngoài cũng bị thu hút bởi luồng ánh sáng lạ lùng đó. Ánh sáng đó chiếu sáng đại điện, càng lúc càng mạnh. Nó xuyên qua cả người Kha Lương. Lúc này mọi người có thể nhìn thấy thân xác ảo của Vu chui ra khỏi người Kha Lương, tìm đường chạy trốn, nhưng vẫn bị nhốt bên trong lồng vàng. Với người bình thường, ánh sáng đó rất đẹp, nhưng đối với Vu thì ngược lại, nó giống như một con dao sắc, sẽ cắt Vu ra thành từng miếng nhỏ. Tuy Vu rất muốn chạy trốn, nhưng ánh sáng đó đã có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật để tìm được mục tiêu của mình là Vu. Vu tuyệt vọng hét lên, nhưng đá tam sinh đã mở ra rồi. Cho dù Vu chạy nhanh thế nào, cũng không thoát ra khỏi vòng vây của dòng vàng. Cuối cùng thân xác của Vu bị cắt vụn thành từng mảnh, rồi biến mất vào không trung. Ánh sáng của đá tam sinh yếu dần, nó giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng thu thành một chấm nhỏ rồi biến mất cùng với đá tam sinh. Dòng vàng cùng bay về phía tứ tướng. Mọi người không ai nói với ai câu gì. Trên mặt đất có hai người ngã vật ra, đó là Tần Cầm và Kha Lương. Tử Minh chạy tới bên họ, anh Kỳ và bác sĩ Lý đã biến mất, chỉ còn lại Đinh Đông và Tiểu Hòa Thượng. Lục Tử Minh dìu Kha Lương rồi tát túi bụi vào mặt anh. Một lát sau Kha Lương mở mắt tỉnh dậy. Anh không phải là người tà ác, nên không bị hại, trái lại còn được cứu sống. Câu đầu tiên Kha Lương hỏi sau khi tỉnh lại, Tần Cầm đâu? Tiểu Hòa Thượng không nỡ làm anh đau lòng, liền đứng chặn trước cái xác Tần Cầm, để anh không trông thấy. Mọi người biết Tần Cầm đã chết thật rồi, Kha Lương dường như cũng linh cảm được. Anh nhắc lại, Tần Cầm đâu? Anh chạy lại chỗ Tần Cầm, người còn ấm nhưng cô đã ngừng thở mãi mãi, nụ cười vẫn tươi, bên khóe miệng, mắt cô vẫn nhìn lên trời. Có lẽ linh hồn cô giờ đã có thể ngắm sao được rồi. Kha Lương lặng lẽ ôm lấy Tần Cầm. Anh không nói năng gì. Tần Cầm đã chết rồi. Cháu có muốn dùng sinh mạng của mình để đổi cho cô ấy không? Trên không trung vọng xuống giọng nói của ông nội. Nguyên khí của ông cũng bị hư tổn nhiều. Nhưng may mà vẫn chưa bị hồn siêu phách tán. Ông à, ông hãy cứu cô ấy đi. Cháu có muốn lập đàn tế mời tổ sư đến cứu cô ấy giống như cách mà năm xưa cô ấy đã từng cứu Giang Ngạn Hoa không? Ông nội đã nói đúng tâm trạng của Kha Lương. Ông à, làm sao để mở đá tam sinh đây? Ông cũng không biết nữa, nhưng có lẽ cách để mở đá tam sinh là dùng giọt nước mắt không oán than, không hối hận của người đang yêu. Trước khi chết, giọt nước mắt không oán hận của Tần Cầm đã mang cả mối thâm tình mở được đá tam sinh. Sức mạnh của nó đã được phát ra nên mới kết liễu Vu và cứu sống được cháu đấy. Ông à, cháu nhất định sẽ cứu cô ấy. Thật không? Cháu sẽ dùng tính mạng của mình để cứu cô ấy. Sau đó lại rời xa cô ấy mãi mãi để cô ấy phải chịu đựng nỗi nhớ nhung và đau khổ dằn vặt hay sao? Ông nội nói tiếp. Nói thật với cháu, chết không phải là nỗi đau lớn nhất, mà sự nhớ nhung mà người đang sống phải chịu mới là sự đau khổ thực sự. Ông à, Hắc Bảo và Tần Cầm có mối ràng buộc nào không vậy? Tại sao Hắc Bảo lại có thể hy sinh bản thân để cứu chủ như vậy? Lục Tử Minh đưa mắt nhìn Hắc Bảo rồi hỏi ông trẻ. Không ai nói rõ được điều này. Nhưng nếu Hắc Bảo có linh thiêng, nhìn thấy chủ vì cứu nó mà không màng tới tính mạng, bất kể là có ân hay không, chỉ cần động vật linh thiêng, nó sẽ trung thành với chủ nhân. Động vật thường trung thành hơn con người. Tử Minh nhìn Kha Lương dường như bị chấn động bởi câu nói này. Anh im lặng hồi lâu. Lục Tử Minh lắc vai anh an ủi. Kha Lương vội hỏi. Không cứu nữa, Tần Cẩm đã làm cho tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ gặp được nhau ở trước đá tam sinh. Chính vì thế tôi cũng không muốn
cô ấy sống lại để chịu đựng thêm nhiều nỗi khổ. Cô ấy đã mù rồi, nếu bắt cô ấy phải đối mặt với nhiều gian nan như vậy, tôi cũng không đành lòng. Thôi thì những khổ đau ấy, hãy để tôi gánh một mình. Kha Lương, Lục Tử Minh không nói gì thêm nữa. Anh đã từng có cảm giác giống như Kha Lương bây giờ. Nếu để Thi Thi sống lại, rồi chịu nỗi khổ tan nát cõi lòng như anh bây giờ, thì quá ích kỷ. Chết cũng không phải là đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là cảm giác nhớ nhung một người. Cảm giác đó đúng là sống không bằng chết. Ánh nắng đầu tiên đã xuyên qua màn đêm, chiếu rọi mọi thứ trên mặt đất. Tần Cầm đã từng nói, họ sẽ gặp lại nhau trước đá tam sinh. Dù ở kiếp nào họ cũng sẽ gặp được nhau. Chỉ cần trong tim họ hãy còn tình yêu, thì sẽ có ngày hội ngộ. Chờ đợi có lẽ sẽ rất đau lòng, nhưng dẫu sao thì vẫn còn một niềm tin. Kha Lương bế Tần Cầm lên, Lục Tử Minh dắt Đinh Đông, Tiểu Hòa Thượng ôm Hắc Bảo. Mọi người cùng nhau bước ra khỏi đại điện nồng nặc mùi máu tanh. Không khí hôi tanh, bị mùi thơm của không khí trong lành vẫn còn mang ít sương mù của buổi bình minh thổi bay. Dường như mọi thứ đều tràn đầy hy vọng. Kha Lương không đau buồn nữa. Anh tin chắc một điều, chỉ cần tìm được đá tam sinh, anh sẽ gặp lại Tần Cầm. Lục Tử Minh dõi mắt ra xa, nhớ lại những con người và những sự việc đã gặp. Bất giác anh quay lại nói với Kha Lương. Tôi cũng không hối hận. Không hối hận đã quen biết mọi người. Không hối hận đã trải qua nhiều chuyện. Cũng không hối hận đã quen được người anh em tốt như anh. Kha Lương mỉm cười đáp lại. Từ trước đến giờ tôi không biết cảnh sát cũng bị kích động đến thế. Tiểu Hòa Thượng chắp tay rồi nói. Gieo hạt giống tốt, về sau nhất định có quả thơm. Mọi người đều ngắm nhìn mặt trời buổi sáng sớm. Hàng vạn tia nắng vàng làm nổi bật xóm núi yên tĩnh. Một vài đứa trẻ vừa đuổi nhau vừa cười vang trên cánh đồng. Kha Lương đặt Tần Cầm xuống. Anh vái Tiểu Hòa Thượng một cái rồi nói. Nhờ sư phụ lo liệu việc hậu sự cho cô ấy. Tiểu Hòa Thượng mỉm cười trả lời. Cuối cùng thì thí chủ cũng đã nhận ra được chân lý. Thật tốt. Kha Lương sải những bước dài trên đường. Lục Tử Minh hỏi. Đi đâu đấy? Tôi đi tìm đá tam sinh. Chúng ta hẹn gặp nhau trước đá tam sinh. Nói rồi Kha Lương sải bước đi luôn. Lục Tử Minh đuổi theo, vừa chạy vừa nói. Chờ tôi với. Tôi với anh cùng đi nhé. Bước chân đuổi theo tràn ngập niềm tin. Chỉ cần trong tim vẫn còn tình yêu, chúng ta nhất định sẽ thái ngộ trước đá tam sinh. Bạn có tin vào tình yêu không? Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai với một câu chuyện mới.